Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn thân mến trên kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là bản tin Tiến Đạt đưa đón Mầu Thanh Thủy giữa đêm khuya, rồi tin đồn chính thức hẹn hò. Dường như sau cuộc tình 9 năm với Harry Won, chàng rapper Tiến Đạt đã tìm được một nửa mới của mình. Sau 9 năm yêu nhau, Tiến Đạt và Harry Won đã chính thức tuyên bố chia tay vào tháng 1 vừa qua, khiến các fan vô cùng tiếc nuối. Mặc dù đường ai nấy đi, nhưng cả Tiến Đạt lẫn Harry Won vẫn dành cho nhau những lời tốt đẹp. Thậm chí, họ còn thường xuyên bình luận trên trang Facebook cá nhân của nhau. Chia tay Tiến Đạt, Harry Won bất ngờ hẹn hò với nghệ sĩ Trấn Thành. Trải qua những sóng gió, cặp đôi Harry Won và Trấn Thành đã dần nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả. Còn về phía Tiến Đạt, người hâm mộ cũng mong ngóng anh sớm tìm được bình yên mới cho mình. Mới đây, những hình ảnh Tiến Đạt liên tục xuất hiện bên trên giải Mâu Thủy, quán quân Việt Nam Next Top Model 2013, khiến các fan rộ lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò với nhau. Đáng chú ý, chàng rapper còn bị bắt gặp lái xe máy đón Mâu Thủy đi ăn uống, rồi đưa chân dài về nhà. Được biết, Tiến Đạt và Mâu Thủy quen nhau trong chương trình Cuộc Đua Kỳ Thú 2016. Trong cuộc thi này, Mâu Thủy ghép đôi cùng Sơn Ngọc Minh, còn Tiến Đạt và Lincoln là một đội. Tiến Đạt bị bắt gặp lái xe máy đón Mâu Thủy đi ăn uống, rồi đưa chân dài về nhà. Không quên tự xuống nhắn nhít bên nhau, thậm chí trên Facebook cá nhân của ông xã Quy Quy Mô Mê Trang còn đăng ảnh cả hai và không quên chúc mừng. Chúc mừng Tiến Đạt đã có người nâng khăn mới, Mâu Thủy nhanh tay đấy. Nhưng một vài người vẫn tỏ ra hoang mang vì hôm đó là ngày cá tháng 4. Tuy nhiên, các fan liên tục đặt ra nghi vấn Tiến Đạt và Mâu Thủy đang hẹn hò với nhau sau cuộc đua kỳ thú 2016. Trước đó, cả hai cũng có mặt trong buổi tiệc của các thành viên tham gia cuộc đua kỳ thú. Trong cuộc đua kỳ thú năm 2016, Tiến Đạt và Lincoln là một đội, còn Mâu Thủy và Sơn Ngọc Minh lại trở thành đồng đội của nhau. Mâu Thủy không phải là cái tên xa lạ với công chúng, cô chính là quán quân Việt Nam Next Top Model 2013, tên đầy đủ là Mâu Thanh Thủy. Trước nghi vấn đang hẹn hò với Tiến Đạt, Mâu Thủy lại phủ nhận thông tin này. Thông tin về tôi và anh Đạt là không chính xác, không có chuyện chúng tôi cặp với nhau, tấm ảnh chụp chung là đi chơi cùng nhiều bạn bè. Theo chia sẻ của một số người bạn, có lẽ do Tiến Đạt và Mâu Thủy đang trong thời gian tìm hiểu nhau, nên cả hai chưa muốn chia sẻ nhiều về mối quan hệ này.